Xin chào quý vị khán giả và bà con nông dân. Thưa quý vị, sau đợt mưa vừa qua thì hiện giờ thời tiết cả nước trong 1-2 ngày nay đang tạm thời nắng ráo, ít mưa, thuận lợi cho các hoạt động sản xuất. Tuy nhiên, từ tối 19 tháng 8 trở đi, thời tiết sẽ chuyển xấu ở nhiều vùng trên cả nước. Cụ thể, tại miền Bắc, do rãnh áp thấp hình thành có trục đi qua khu vực và kết hợp thêm với hội tụ gió trên cao nên mưa dông sẽ có xu hướng quay trở lại từ khoảng chiều tối và đêm 19 tháng 8 trở đi. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc sét và gió giật mạnh. Mưa cũng sẽ lan dần xuống khu vực Bắc Trung Bộ. Do có mưa nên nhiệt độ Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ lại có xu hướng giảm dần từ mức 33 cho tới 35 độ của trưa nay và trưa 19 tháng 8 xuống còn 31 đến 33 độ, chỉ một số ít nơi là chạm tới mức 34 độ. Rãnh áp thấp ở phía Bắc kết hợp thêm với gió mùa Tây Nam khiến cho các tỉnh phía Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tăng mưa từ tối 19 tháng 8. Mưa tập trung vào chiều tối và đêm, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to, cần đề phòng có lốc sét và gió giật mạnh trong cơn dông. Dự báo nhiệt độ cao nhất trong những ngày tới ở khu vực Tây Nguyên phổ biến từ 28 cho đến 31 độ, tại khu vực Nam Bộ và Nam Trung Bộ là từ 30 đến 33 độ, có nơi cao hơn. Thưa bà con, những ngày qua, Bình Định và nhiều địa phương phía Nam gặp mưa lớn, một số diện tích lúa hè thu đã bị ngã đổ. Tại những diện tích chưa bị ngập thì bà con nông dân có thể tranh thủ gặt thủ công để cứu lúa. Để đảm bảo thu hoạch lúa vụ hè thu đúng tiến độ, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Bình Định khuyến cáo bà con nông dân cần theo dõi dự báo thời tiết để chủ động các phương án cứu lúa, huy động tối đa phương tiện, máy móc, nhân lực, tập trung thu hoạch lúa vụ hè thu với phương châm xanh nhà hơn già đồng, chuẩn bị xuống giống vụ lúa phù hợp với từng địa phương. Bản tin thời tiết nông vụ hôm nay cũng xin khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!